Dạ em mời anh qua bên gian hàng bên em dùng thử sản phẩm giỏ chả nha. Em bán đồng giá hết là 260.000 một ký. À. Thế là nó mà tính cái tặng vô á là 260.000 hai ký. Lượng nó nấu bằng bò bắp con á. Dạ. Tham gia vô đây mình thấy là lấy mấy món ngon mình nấu cho nó ngon. Dạ. Để khách người ta ăn, người ta thưởng thức. Dạ, dạ. Cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn ạ. Mình nhìn thử thấy hay ngon mình mới lại ủng hộ tụi em. Rồi, cảm ơn em. Welcome back to my channel Cường Ken Cúc Official. Chào mừng quý cô chú và anh chị đã đến với kênh của chú Cường nha. Hiện tại thì Cường đang đứng ở công viên Lê Văn Tám ở đường Hai Bà Trưng, quận nhất của Sài Gòn. Như đã thông tin trước đó thì từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5 tại đây thì tổ chức lễ hội bánh mì lần thứ 2 năm 2024. Khi mà tham gia chương trình ở đây thì ngoài thưởng thức những món mì ngon của những thương hiệu nổi tiếng tụ họp về đây thì mình sẽ còn chứng kiến một phần trưng bày sát nhập kỷ lục là 150 món ăn ăn kèm với lại bánh mì thì nghe rất là hấp dẫn. Với 150 gian hàng và dự kiến là khoảng là 100.000 du khách tham gia trong vòng 3 ngày thì chắc chắn năm nay đây là một trong những cái chương trình lễ hội ẩm thực rất là đặc biệt đối với những người yêu ẩm thực cũng như là những người mà yêu bánh mì của Việt Nam. Và bây giờ thì Cường mời cô chú và quý anh chị cùng với Cường vào bên trong khám phá xem là chương trình lễ hội bánh mì năm 2024 tổ chức tại Sài Gòn có những gì đặc biệt nha. Đây là ngay phía mặt cổng chính ở đường Hai Bà Trưng, ngay không gian là lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 năm 2024. Ở đây có một mannequin mà cái đầm mà làm từng giỏ bánh mì nè. Bánh mì này thì Cường cũng chẳng biết là bánh mì thiệt hay bánh mì giả, nhưng mà có bọc lại cái phần màng co rồi, nên là tại vì sợ trời mưa á quý cô chú. À, đây là bánh mì thiệt nha. Mình cứ nghĩ là bánh mì giả không, nhưng mà thật sự đây là ổ bánh mì thiệt. Từ ở ngoài vào thì mình sẽ thấy được rất là nhiều bánh mì được trưng bày ở đây. Nhưng mà nếu mà trời mưa một cái là những ổ bánh mì này sẽ hư liền ngang quý cô chú. Tại vì đây là những phần bánh mì thiệt nè. Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 2 năm 2024 thì tổ chức là từ ngày 17 tháng 5 đến 19 tháng 5 tại công viên là Lê Văn Tám. Địa chỉ là 138 đường Hai Bà Trưng, quận nhất. Theo bảng cập nhật ở phía trước cổng thì mình sẽ thấy được là có 87 công ty đơn vị tham gia với hơn là 150 gian hàng năm nay. Cô chú sẽ thấy được là nguyên màu và con đường lúa mạch nguyên liệu chính để mình làm ra những ổ bánh mì thơm ngon đây. Màu vàng dẫn tới khu vực là sân khấu chính. Đoạn này nếu mà bạn nào mà thích chụp ảnh check-in thì nhìn cũng khá là đẹp và nghệ thuật nha. Đối với việc sử dụng bếp ga, than. B. Đối với việc chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ để xuất trình khi tiếp đoàn kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm. Ở đây mình sẽ thấy được có mô hình cối xay gió thu hút rất là nhiều với cô chú anh chị mình đến đây chụp ảnh check in này. Những ổ bánh mì mà trưng bày ở trong đây Cường thấy tất cả là sử dụng bánh thiệt hết. Nhưng mà ngay mùa mưa nên là cũng rất là nguy hiểm và cực cho mấy anh chị ở bên ban tổ chức nha. Năm nay thì Cường thấy có sự tham gia của thương hiệu là Vinamilk, một trong những thương hiệu rất là lớn của Việt Nam mình. Đây là tiệm bánh mì sữa ông Thọ. Chắc chắn là phía bên trong mình sẽ có là phần thưởng thức miễn phí những sản phẩm bánh mì liên quan tới sữa nha. Em giới thiệu cái bánh mì này có cái gì vậy? Dạ bánh mì sữa đặc Ông Thọ ạ. À kèm ủa sao nó có màu hay là vị dâu là vị sô cô la. À dâu với sô cô la. Dạ đúng rồi. Đây cái tiếp dâu nè, vị dâu. Đây là phần sữa nha, mình cảm giác giống như là một cái tiết kem vậy đó. Đây, còn màu xám xám này là mình bị sô-cô-la nha. Đây mình sẽ thấy được bảng giá nè, 19.000 đồng cho một tiếp nha. Và có cả là kem Vinamilk nè, rồi kem ốc quế từ 5 đến 20.000 đồng. Còn ngoài ra thì tại gian hàng của Vinamilk còn có những sản phẩm thức uống thì quý vị có bánh mì chấm sữa rồi đúng không ạ? Quý vị chỉ cần ghé ngay gian hàng của Vinamilk, ta mình sẽ có cơ hội để mời quý vị thưởng thức. Đang đứng sơ qua đó.
gian hàng Vinamilk này thì Cường sẽ thấy được là rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp, bài bản và cực kỳ lớn luôn. Có thể thưởng thức những thức ăn, những món đồ uống, thức uống hoàn toàn miễn phí, và đặc biệt là còn có thể được. Đây ạ, rất là mát lạnh cho mùa hè ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn thì còn có bánh mì kẹp kem Vinamilk với sự ủng hộ từ Chocolate. Bây giờ thì Cường tiếp tục di chuyển qua một khu vực khác nữa nha. Đây mình sẽ thấy được là có chương trình tặng trà. Đây là thường thường là những cái sản phẩm mới muốn giới thiệu cho người tiêu dùng nè. Và khi mà tham gia những cái hội chợ như vậy thì quảng cáo hiệu quả nhất. Ở đây thì có phát nước miễn phí. Thật sự thì một phần nước như vậy thì có giá bán lẻ là 10.000 đồng tại ngay khu vực là lễ hội. Và mỗi khách tham quan thì mình sẽ uống được một chai như vậy thì rất là có giá trị so với những nơi khác. Là mình cho một ly nhỏ thôi, một chai như vậy chiết ra thì khá là nhiều ly nhỏ. Dạ, hiện tại thì team đang selling sản phẩm đó là hồng trà đào. Còn ngoài ra thì có những sản phẩm khác như là vị trà mật ong, vị chanh xả. Dạ, mình dùng thử nếu mà thấy ngon thì mình có thể quay lại ủng hộ tụi em. Hiện tại trong chương trình lễ hội em có chương trình là mình mua một lốc 60.000 thì em sẽ gửi mình một cái gói cổ. Vừa có quà mà nếu mà không mua thì có uống miễn phí luôn. Đúng rồi, chương trình quá hấp dẫn, cảm ơn em nha. Rồi cảm ơn em. Anh nghĩ là ướp chưa lạnh là người ta lấy hết rồi đó. Đây quý cô chú, mình vào đây thì mình sẽ được tặng một chai trà nhìn rất là chất lượng nha, hoàn toàn là miễn phí. Thì bây giờ Cường sẽ uống thử nha quý cô chú. Giờ Cường sẽ sử dụng là trà đào nha. Cái này ướp nhưng mà thật sự là chưa có lạnh, tại vì rất là nhiều du khách đến đây mình lấy cái chai này mình uống nên là chưa kịp lạnh, nhưng mà uống lạnh thì sẽ rất là ngon. Còn đây là bánh mì kim bắp. Nếu mà bạn nào mà hay ăn buổi sáng mà mấy bé học sinh đó thì rất là thích ăn loại hình bánh mì này. Đây, cả nhà thấy nguyên một cây thịt nướng không? Gọi là thịt nướng khổng lồ vậy. Đây, cả nhà thấy không? Một cây thịt nướng gọi là khổng lồ luôn rồi. Khi mà cắt ở đây sẽ không có dùng dao mà tất cả là sử dụng bằng máy nha. Tại vì cái thịt đồ quá lớn rồi. Quay clip được rồi. Quá trời con khủng long này lăn xăng rồi. Mình đứng gần như vậy mình mới biết là cái cây thịt nướng này nó cao cỡ nào đây. Quá trời cao. Nếu mà trường hợp mình đi buổi tối thì chắc chắn là sẽ đông hơn rất là nhiều, hoặc là cuối tuần là ngày mai thứ 7 và chủ nhật. Và cả nhà lưu ý là mình đang bước vào là đầu mùa mưa nên mình đi thì lúc nào cũng cầm theo cái áo mưa hoặc là cây dù nha, chứ không là lỡ có mưa thì mình sẽ bị ướt. Và xác suất nếu mà mình đi buổi chiều hoặc là buổi tối thì trời mưa nhiều hơn là mình đi buổi sáng. Ở đây thật sự là những gian hàng mà bán đồ uống cũng rất là khó nha cô chú, tại vì rất là nhiều gian hàng phát nước miễn phí, không chỉ là nước suối không mà mình có nước ngọt rồi cả kem nữa, rồi đồ ăn nữa, nên là những gian hàng mà bán trùng thì rất là khó để bán. Ở đây thì quý cô chú mình sẽ thấy được là có bánh mì chả cá Má Hải nè. Mình đi dọc ở ngoài đường Sài Gòn mình cũng sẽ thấy được khá là nhiều nơi kiểu như là bán những quyền thương hiệu vậy đó. Đây là bánh mì chả cá rất là nổi tiếng ở ngoài Vũng Tàu. Diễn ngõ bánh mì nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy nè.
có giá là 15.000 đồng một phần nha. Khi mà tham gia gian hàng Má Hải này, nếu mà mình ngồi khảo sát thì mình sẽ được nhận được một phần bánh mì miễn phí. Ở đây sẽ có một gian hàng bánh mì rất là nổi tiếng ở Sài Gòn luôn, là bánh mì Quỳnh Hoa nè. Một ổ bánh mì ở đây có giá là từ 50 đến 60 ngàn đồng. Mình ăn một lần là mình sẽ no luôn nha cô chú, mình khỏi cần ăn chín nữa. Thường thường mình ăn bánh mì là ăn kèm thôi, còn này là bánh mì ăn chín luôn. Tại vì một phần như vậy thì topping nó rất là nhiều. Đây, mình thấy là bánh bao là 35, còn bánh mì đặc biệt là 68.000 đồng một cái nha. Chắc chắn nếu mà quý cô chú anh chị nào mà mình đi buổi chiều tối á, những gian hàng như vậy là mình phải đứng xếp hàng mình mua nè. Hiện tại bây giờ là thưa khách, nhưng mà những gian hàng khác không có khách, nhưng mà bánh mì Quỳnh Hoa thì cũng rất là đông đây. Chứ xíu Cường sẽ mua một ổ để review cho cô chú mình xem nha. Nhân viên ở đây là mình sẽ thấy làm liên tục luôn nha quý cô chú. Một ổ bánh mì ở đây thì mình sẽ thấy có phần chả lụa nè, rồi da bao. Kiểu như bánh mì là để nhét được bao nhiêu phần nhân thì mình sẽ nhét được hết, nên là ăn rất là no. Đây cô chú của mình sẽ thấy xét pate với lại bơ nè, rất là chất lượng. Tiếp tục là một thương hiệu bánh mì cũng khá là nổi tiếng ở Sài Gòn. Bạn nào mà chuyên ăn bánh mì và thích bánh mì thì chắc chắn là sẽ biết thương hiệu này. Ở đây thì cả nhà mình sẽ thấy được là có quầy bánh mì Tân nè. Địa chỉ là 822 Nguyễn Trãi, quận 5. Đây là một trong 10 thương hiệu bánh mì nổi tiếng và lâu đời tại Sài Gòn, tức là hơn 50 năm rồi. Chị lấy cho em ổ bánh mì xíu mại. Bao nhiêu một ổ chị? 25.000 một ổ bánh mì xíu mại. Cường ăn ổ bánh mì Tân này ở ngoài rồi chứ không phải là ở trong lễ hội, và rất là thích cái phần xíu mại. Vì ở đây là khá là vừa ăn cho với những người ăn nhạt. Còn nếu mà ăn mặn thì mình có thể thêm ví dụ như là phần tương nè, rồi thêm phần muối tiêu. Sau khi đi một vòng thì Cường quyết định là ăn ổ bánh mì Tân. Đây, năm 1968, hơn 50 năm, rất là ngon luôn nha. Khi mà Cường quay gian hàng này thì có rất là nhiều cô chú anh chị mình sẽ biết. Đây là gian hàng bánh mì Nguyễn Sinh. Năm rồi Cường đi là đứng xếp hàng khoảng là 30 phút mới mua được ổ bánh mì ở đây nè. Còn hôm nay là buổi sáng sớm ngày đầu tiên nên là khá là vắng. Nhưng mà đây là một trong những bánh mì mà thương hiệu rất là nổi tiếng và rất là ngon nha. Một ổ như vậy là có giá là 25.000 đồng. Đây. Đây có gian hàng bánh mì Paris. Mình sẽ thấy cái màu khá là đẹp nha. Mình thấy được có là bánh mì xúc xích hot dog là 35.000 đồng. Rồi chè băm 35, rồi bơ đậu phộng là 40.000 đồng.
Lễ hội này thì cô nghĩ là buổi tối thứ sáu cũng như là thứ bảy chủ nhật thì sẽ đông hơn rất là nhiều so với lại là buổi sáng ngày hôm nay là sáng thứ sáu. Đây là có quầy CG Food nè, quá trời bánh mì nhìn đẹp quá. Màu sắc thì rất là đơn giản nhưng mà mình nhìn thấy rất là đẹp nha. Ở đây có nguyên một bánh mì mà có gắn logo của công ty luôn nè. Còn đây thì mình sẽ thấy được là gian hàng của Chulimax, tức là những sản phẩm mà mình sẽ ăn kèm với lại bánh mì. Ví dụ như là tất cả các loại nước sốt, nước chấm, nước tương, nước mắm rất là nhiều luôn. Một số gian hàng thì vẫn còn đang là bày ra trưng bày thôi chứ chưa có hoàn chỉnh hết. Nên là hiện tại du khách cũng đến đây còn thưa nha. Bây giờ thì mình có thể đi thoải mái như vậy chứ thật sự là buổi tối là gọi là chen chân nha quý cô chú. Tại vì mình đã đi năm rồi, dù là năm rồi thì tổ chức ở không gian nhỏ hơn nhưng mà những lễ hội như vậy thì thu hút rất là nhiều quan khách đến đây. Với 3 ngày tổ chức thì chắc chắn là sẽ có quý cô chú anh chị mình sẽ ăn 3 ngày với bánh mì không nha. Tại vì rất là nhiều gian hàng ngon và đặc biệt ở đây, thay vì mình đi một số nơi á, đi qua đi lại thì đi chỉ cần tới một chỗ thôi là mình ăn được rất là nhiều thương hiệu bánh mì nổi tiếng của Sài Gòn hoặc là một số tỉnh thành khác rồi. Đây là một trong những thương hiệu bánh mì cũng khá là nổi tiếng và ngon nha, bánh mì Bảy Kẹo ở dưới Thủ Đức nè. Đây là một trong những bánh mì mà rất là lớn và người ở Thủ Đức là ai cũng biết hết. Năm nay thì mình sẽ thấy được có tham gia một gian hàng ở đây, địa chỉ là ở đường Hoàng Diệu 2 hoặc là Đỗ Xuân Hợp nha. Một ổ bánh mì đây thì có giá là từ 25 đến 30 ngàn đồng, gọi là giá chung của bánh mì Việt Nam mình luôn. Còn những ổ bánh mì mà giá cao hơn mấy chục ngàn đồng thì đó là những ổ bánh mì đặc biệt và ăn một lần là mình ngán và mấy tháng sau mới ăn lại á. Topping ở đây thì mình sẽ thấy có phần gà xé nè, rồi có phần phá lấu nè, còn đây là có lạp xưởng với lại là phần thịt khìa. Và bánh mì thì không thể nào thiếu được bơ với pate nha. Đôi khi là bánh mì ngon thì quan trọng nhất là phần pate cũng như là nước sốt dính kèm theo. Mình sẽ thấy được là có gian hàng của bà Huân. Đây là một những thương hiệu mà trứng gà ai cũng biết hết. Thì những sản phẩm của bà Huân sẽ ăn kèm với bánh mì cũng rất là ngon. Ví dụ như là pate gà này hoặc là trứng gà ốp la. Đây tất cả là mình sẽ có sản phẩm để mình dùng thử trước khi quyết định là mình mua nha. Đây, có da gà nè, rồi vị trứng muối hoặc là tôm dùm. Chú ăn chú thấy ngon đấy. Có điều chút chút không? Có ăn có 200 giờ cho em mượn với. Không ai có tiền. Mình nhìn như vậy thì mình cũng không có còn cảm giác là nóng nực nữa. Tại hôm nay thì Sài Gòn cũng xuất hiện khá là nhiều cơn mưa đầu mùa rồi. Và ở đây mình sẽ thấy được là cây xanh này mát rượi luôn. Và hôm qua cũng có một cơn mưa, nên là hôm nay đi cảm giác rất là mát nên là rất là thích thú nha. Bánh mì hoặc là hamburger thì không thể nào mà thiếu được những loại nước giải khát. Ở đây thì mình sẽ thấy được có gian hàng của Coca-Cola đây. Khuyến mãi dầu vàng chỉ 15.000 đồng. Gian hàng này có tên là 1939, bánh mì pate phát lợi. Một ổ truyền thống là giá 25.000 đồng, còn ổ đặc biệt thì giá 30.000 đồng. Đây quý cô chú mình sẽ thấy nè, có phần chả bông nè, rồi chả lụa,
rồi thịt da bao, nhưng mà da bao này là da bao ở phía ngoài là màu trắng chứ không phải là màu cam mình hay thấy nha. Và có phần thịt khìa. Còn đây là quầy bánh mì, mình sẽ ăn kèm với lại bò kho nè và xíu mại heo quay, từ 30.000 đồng tới 50.000 đồng. Những phần topping như vậy thì mình sẽ thấy là mọi ngã đường ở Việt Nam mình thì lúc nào cũng có nha. Cô ở Sóc Trăng lên hả cô? Bánh mì, bò kho. Có khi nào hổm cô ở bên Thảo Cầm Viên không ta? À vậy là có gặp cô rồi đó. Dạ. Hồi năm rồi cô có tham gia không? Lần một á. Lần một cô tham gia ở bên nhà văn hóa. Dạ. Bên đó cô cũng bán bánh mì bò kho. Mà bên đó nó chật quá hả cô? Chật năm rồi đi nó quá trời chật, năm nay là bên này là ok nè. Mà năm đó sáng sớm là 6, 7 giờ là sắp hàng mua bánh mì rồi. Dạ. Bên đây thì rộng quá nên sáng giờ cũng có hơi chắc. Dạ. Chưa thấy đông như bên nhà văn hóa. Bên đó chỉ cần buổi sáng mà nhân viên ở mấy khu văn phòng ra là đã đông nghẹt rồi. Tại vì nó chật mà số lượng bên đó cũng đông. Khách xung quanh đó người ta đi. Dạ. Đông á. Dạ. Sáng sớm là sắp hàng lấy bánh mì rồi. Nhưng mà tối nay chắc là sẽ đông, với lại thứ bảy chủ nhật chắc chắn là sẽ đông. Năm nay ở đây bên đây mình làm bên đây thì nó cũng phải hơn, là tại vì bên đây không gian nó rộng. Dạ. Bên này nó phù hợp để làm hội chợ á. Chứ còn bên kia nó nhỏ quá. Quá, năm rồi cô bán quá trời chật luôn. Năm rồi con đi mà con mua đồ ở mày con xếp hàng cả buổi luôn mà chen chân á, nó phải là đứng đợi chen. 7 giờ là đứng xếp hàng rồi. Dạ. Mới 7 giờ là đứng xếp hàng rồi. Cái đường đi gì nhỏ xíu mà, năm nay là ok hơn rồi. Năm nay ok hơn nè, nhà mà có kinh nghiệm hơn, làm món nó ngon hơn rồi. Dạ. Cô là năm nay là cô đặc biệt là phục vụ là mấy món ngon không đó. Dạ. Bánh mì là ăn cặp với mấy món ngon đó, bánh mì bò kho. Dạ. Chất lượng nha. Chất lượng. Dạ. Rồi cái nồi bò kho đó bao nhiêu lít vậy cô? Quá trời bự luôn. Mấy cục thịt bò là chất lượng luôn á. Cô Thúy Sóc Trăng nha. Cô Thúy Sóc Trăng nha, bánh mì bò kho á. Dạ. Gia truyền á. Bánh mì là bò kho, là bò kho này là nấu gia truyền á. Trời, cục thịt bò chất lượng quá. Bò chất lượng, nó nấu bằng bò bắp không á. Dạ. Tham gia vô đây mình phải là lấy mấy món ngon, mình nấu cho nó ngon. Dạ. Để khách người ta ăn, người ta thưởng thức. Dạ, dạ. Rồi, chúc cô mua mai bán đắt nha. Cường đi là buổi sáng sớm nên là mình sẽ thấy được là du khách cũng ít, nhưng mà buổi chiều với lại ngày mai thứ bảy chủ nhật thì chắc chắn là sẽ rất là đông nha quý cô chú anh chị. Đây là một trong những cái gian hàng mà có chương trình khuyến mại khủng nha, mua một tặng một, tức là giảm 50% nha cô chú anh chị. Từ ở mình gửi xe ngay khu vực đường Điện Biên Phủ á, thì mình sẽ đi vào đây thì sẽ rất là dễ. Sẽ thấy có đậu chua nè, chả bò, chả gân, rồi ba tê, rồi thịt dăm bông, rồi bơ ba tê nữa. Ở đây thì mình sẽ thấy được là bài bán rất là nhiều topping ăn kèm, ví dụ như là có chả thủ, giò thủ nè, rồi ba tê, dăm bông. Đây có phần heo chua Huế nữa nè. Anh cái này mua một tặng một ổn mì luôn á hả? Hay là mua cái này? Nửa ký tặng nửa ký, mua một ký tặng một ký. À cái này bao nhiêu một gói vậy? Em bán đồng giá hết là 260.000 một ký. À. Thế là nó mà tính cái tặng vô á là 260.000 hai ký. Là còn 300. Cái gói này là cái này là chả lụa. À nửa ký. Đúng rồi, cái này chả bò. Là mua nửa ký hay là mua nửa ký là được tặng nửa ký phải không? Còn nửa một ký tặng một ký. Đúng rồi, mua hai lạng cũng tặng hai lạng luôn. À. Đây khuyến mãi này khủng quá ha. Làm sao để người ta biết ta tới đây ta?
Anh tưởng đâu là mua ổ bánh mì được tặng ổ bánh mì chứ. À rồi. Rồi kế bên mình sẽ thấy được có một xe là bánh mì hấp, bánh tầm bì. Rồi có bánh mì bò kho này, hủ tiếu bò kho khoá lấu. Đây. Cô chủ mình sẽ thấy được này. Có phần bì này. Rồi có phần hành sấy. Biết rồi, trời ơi, tôi biết mà, biết bà mà. Biết không? Biết bà bán đó, mà không có nữa. Cả nhà mình sẽ thấy được là gian hàng bánh mì này tên rất là lạ nè, là bánh mì bắp tươi. Đây. Cái đó là bánh mì bắp phải em? Hay là cái tên của em thôi hay là từ nguyên liệu? À, làm từ bắp luôn hả? Đây, mình đến đây mình sẽ được ăn thử nha. Em cứ đưa cho cô thử đi. Dạ, xúc xích à, nhà mông là bánh bánh trái cây à. Bắp là nằm ở trong ở đâu em? Bột hả? Dạ, cái này là bắp tươi mình xay ra anh ha. À. Mình xay cô đặt lại xong rồi mình kết hợp với là bột mì. À. À dạ. À, có nghĩa là nếu mà bắp không thì nó sẽ không ra được. À. Làm bằng bột bắp hả? Nhưng mà thay vì nó sẽ béo vô. À. Mình sử dụng là thơm mà rất là vị, là bổ sung dinh dưỡng này. Tại vì em bán cho học sinh này mình mua về mình để ra mình ăn mình làm được không? Dạ, được. Cái này có bán cái này. Đây quý cô chú mình sẽ thấy nè, ở đây sẽ có bánh mì pate nè, rồi chà bông xúc xích bơ sữa phô mai đó. Đây là những ổ bánh mì bắp nè, nghe rất là lạ và nguyên liệu lần đầu tiên mình sẽ thấy là kết hợp với lại bánh mì nha. Này, đây là công ty thực phẩm gia truyền ở An Phú Đông 10 của quận 12. Gian hàng này Cường thấy thu hút được khá là đông du khách đến đây tham quan nè. Và ở đây tất cả gian hàng mình đều có thể là dùng thử nha. Đây gian hàng màu xanh. Bên kia em bán chả nha. À, em bán chả hả? Dạ. Ăn kèm với bánh mì phải không? Dạ, những cái topping ăn kèm với bánh mì hả? Tất cả các topping dùng cho công việc bánh mì á. À. Dạ, được ăn phục vụ bánh mì ạ. Dạ. Cho em lên clip thôi. Đâu em bán những cái phần topping nào vậy? Dạ, ăn ghé qua coi. Ok. Đây có chả bò rồi. Dạ, em có chả bò ớt, chả da ớt, chả lụa. Nem chua, da tao, thịt lợn, cho thủ. À, đầy đủ hết luôn. Đầy đủ hết, có cả các bắp binh ở đây. Đây mình sẽ có bảng giá luôn là từ 65 đến 95 ngàn đồng. Cái đó là cho... Một cây. Một cây là 500 gram. Dạ, đúng rồi. Lấy ra luôn. Chị cô lấy cho con mỗi loại một cây nha. Da bao. Dạ, đúng rồi. Cái này là chả bò ớt. Đây ở đây thì chị có bán món là súp cua. Cái này là phá lấu ăn với bánh mì hay gì chị? Phá lấu bánh mì. Một phần chị bán bao nhiêu vậy? Một phần 40 ngàn đồng. Này phá lấu bò hả chị? Dạ phá lấu bò. À phá lấu bò. Nhìn hấp dẫn quá chừng luôn. Gian hàng của chị thì bán súp cua ốc nè, rồi có phá lấu ăn với bánh mì, rồi có kèm theo nước giải khát luôn. Nói chung là đến một quầy là mình sẽ vừa ăn vừa uống được đầy đủ nha. Đây có gian hàng là bánh mì bé bự, ngon thật sự. Câu slogan này nghe cũng khá là thú vị nha cô chú. Cô chủ mình sẽ thấy được ổ bánh mì nha, nhìn rất là giòn và thêm phần topping. Topping ở đây thì mình sẽ thấy cũng khá là lạ nha. Có bánh mì bì, bánh mì xá xíu sốt Kinh Đô,
cho anh cái thật sự thì bánh mì là một món ăn sáng, trưa, chiều, lúc nào mình cũng có thể ăn được hết. Mình nghĩ là bánh mì chỉ ăn buổi sáng, nhưng mà thật sự có rất là nhiều xe bánh mì ở Sài Gòn, những tỉnh thành khác là mình chỉ bán là buổi tối thôi. Và nhu cầu thì mỗi đối tượng là mỗi khác nhau, nên mình bán bánh mì thì lúc nào cũng có một đối tượng khách hàng nhất định nha. Đây đây là những phần topping mà mấy bạn đang chuẩn bị để ăn với bánh mì nè, nhìn hấp dẫn chứ không. Đây là phần nem nướng nha quý cô chú. Đây mình sẽ thấy có phần nem nướng nè, rồi thịt nướng. Còn đây là thịt mà có kèm với lại phô mai. Còn đây là bánh mì muối ớt mà mình hot trend một thời nè. Thường đi một vòng thì mình sẽ thấy khá là nhiều gian hàng chọn món là bánh mì phá lấu thay vì là bán bánh mì thịt bình thường, hoặc là heo quay chả thì bánh mì phá lấu nhìn hấp dẫn hơn rất là nhiều. Ở đây là phá lấu bò nè. Quý cô chú mình sẽ thấy được là ở ngay cổng mà đi vào thì khu vực này thường thấy là khá là đông du khách đến. Đây là gian hàng bánh mì que 3T có giá là 17.000, 15.000 hoặc là 20.000 đây cô chú. À, quầy này là của Hải Phòng lận, tức là từ ngoài Bắc vào đây tham gia đây chương trình luôn. Ở sân này cái đít cái đó cái đầu á. Cái này là cái 3T tất cả các gian hàng ở đây thì đều cho mình thử nha. Đây mấy chị đang thử bánh mì pate Hải Phòng từ ngoài Bắc mình vào đây để mình tham gia chương trình lần á. Ở đây thì mình sẽ thấy được là có gian hàng bánh mì số dách nè, đặt tên là đọc một lần là mình sẽ nhớ liền nha. Một ổ bánh mì đây thì có giá là từ 30 đến 35 ngàn đồng. Mình sẽ thấy bánh mì gà xá, gà xé nè, xuất gà hoặc là bánh mì bò. Những ổ bánh mì này thì chắc chắn là mình cầm lên là chắc chắn là nóng giòn, tại vì để sẵn ở trong lò nướng cả nhà, nên là lúc nào cũng đảm bảo sự giòn thơm nha. Những gian hàng mà có những cái chương trình hoạt động như vậy thì rất là thu hút đến. Nhưng mà bên này hết bà chỗ để bác mà của mình tham dự nha. Nhưng mà bên này nhìn rất là dễ thương không? Cái hamburger bự như vậy là hamburger thiệt nha quý cô chú, mình cứ nghĩ là giả thôi nhưng mà thật sự là thiệt nha. Đây là một cái bánh hamburger siêu to khổng lồ đây. Mới đầu Cường nhìn thì Cường cứ nghĩ là bánh giả không à, nhưng mà thật sự đây là bánh thiệt nha. Đây cô chú mình sẽ thấy cái bàn tay của mình vậy không, là mình biết là cái bánh nó sẽ to cỡ nào rồi đó. Đây là quầy burger Việt giá full combo nè. Mình sẽ thấy có mô hình là chuyển nhượng luôn. Rất là nhiều hình thức ở đây, là ngoài thưởng thức món ăn ngon, mình có thể là hợp tác kinh doanh vẫn được nha quý cô chú. Cường thấy thì gian hàng burger Việt này rất là thú vị luôn. Mình sẽ thấy được là bản đồ Việt Nam làm từ những cái bánh burger nè. Mình có Hoàng Sa, Trường Sa nhưng mà không thấy Côn Đảo nha. Nhìn rất là lạ, vừa bán đồ ăn mà vừa có tinh thần yêu nước. Đúng rồi. Đây cô chú mình sẽ thấy nè, ở đây thì thường thường là bán kèm với lại nước ngọt. Tại ăn hamburger thì dĩ nhiên là mình sẽ cần uống nha, Coca, Pepsi đồ rất là nhiều luôn, giá là 25, 29, 31. Nói chung là giá cả cũng khá là dễ chịu.
Ngoài bánh mì thì mình sẽ thấy trong đây bán được rất là nhiều đồ ăn khác nhau, cũng như là đồ thủ công mỹ nghệ nè, rồi một số sản phẩm là nhân gian Việt Nam. Ví dụ như là mình sẽ thấy nắng tòa he nè, rồi có bán nón, bán quạt nữa nè. Những cái sản phẩm như vậy có giá từ 20, 30, 50 ngàn đồng thôi, chứ không có cao nha quý cô chú. Đây mình sẽ thấy là có khắc chữ nè, rồi thanh tre may mắn 35 ngàn đồng một cái nè, hoặc là 3 cái 100 ngàn. Ở công viên Lê Văn Tám thì có rất là nhiều cây xanh lớn, nên cả nhà quý cô chú của mình thấy được không? Gian hàng ở đây là dưới cái bóng cây xanh thì cũng rất là mát mẻ nha. Và đặc biệt là ở đây là đầu mùa mưa, và ngày hôm qua thì cũng có một cơn mưa nên hồi sáng hôm nay rất là mát, nhưng mà mong là 3 ngày tổ chức là sẽ không có mưa để bà con của mình đến đây vui chơi và thưởng thức bánh mì nha. Trong tất cả các phiên hội chợ, không chỉ là ẩm thực không, thì mình cũng sẽ thấy được những gian hàng mà bán đồ nướng. Tại đây là một trong những món mà quý cô chú anh chị mình rất là thích, đặc biệt là mấy trẻ nha. Mình có thể là ăn thịt nướng, xúc xích, phô mai, rồi có phần ví dụ như gà nướng hoặc là cơm lam nữa. Đó là lý do vì sao mà những phiên hội chợ của mình thì lúc nào cũng sẽ thấy được những gian hàng ẩm thực này. Mình sẽ thấy ở đây có bánh mì nướng sa tế. Đây, một ổ hoàn chỉnh là mình sẽ thấy có phần này, có phần trứng cút nè, xúc xích, rồi tôm khô. Ngoài ra thì mình sẽ thấy có phần chả cá của Hàn Quốc nữa nè. Những gian hàng như vậy thì mình sẽ thấy bán rất là đa dạng về đồ ăn, không chỉ riêng bánh mì không, mà có xúc xích nè, và lá lốt nè, rồi lạp xưởng nướng đá nè, rất là nhiều loại. Ở đây cô chú mình sẽ thấy được là có quầy nước thốt nốt nè. Đi mà trời nắng á, ghé đây uống thì mát lạnh và giải nhiệt rất là tốt luôn. Có nước xoài, chanh dây, xương sa, hạt lựu, rồi dừa tắc, kem chuối. Ở đây Cường thấy có một cái tiệm trà decor rất là đẹp luôn. Tiệm trà nét quê nè, màu vàng là màu chủ đạo, kèm với là cái tông màu đen nhìn rất là bắt mắt luôn. Đây ví dụ như là gian hàng này là của ẩm thực Minh Anh nè, mình sẽ thấy được có là phần nem nướng này, rồi cơm lam. Và trong tất cả các chương trình ẩm thực thì không thể nào thiếu được những cái quầy bánh mà nhân gian. Như mình sẽ thấy ở đây nè, có quầy bánh nhân gian của miền Tây. Đây mình sẽ thấy được là có bánh bò thốt nốt màu vàng thì rất là đẹp. Rồi đây là bánh cuốn ngọt. Bánh cuốn ngọt này phía trong mình sẽ có thấy là nhân đậu xanh nha. Và sát bên đó mình sẽ thấy bánh bắp. Mình nhìn xa xa mình tưởng là bánh chuối nè, nhưng mà ở phía trong này là bánh chuối nha cô chú. Còn bên đây là sẽ có bánh bò để che. Mình thấy có màu vàng, màu xanh, rồi màu trắng. Và kế bên nữa là sẽ là bánh đậu. Những gian hàng bánh miền Tây thì mình thấy lúc nào cũng hấp dẫn về màu sắc hết. Mà thường những màu sắc này mình sẽ làm từ tự nhiên. Ví dụ như lá cẩm này, lá dứa, hoặc là bùn ngót, dền, hoặc là trái cất nha. Rồi đây mình sẽ có thấy bánh dừa nè, đặc sản Bến Tre. Ở phía trong thường thường là sẽ có nhân dừa hoặc là nhân chuối nha. Rồi có bánh bò đường thốt nốt nè, màu vàng nhìn cực kỳ hấp dẫn luôn. Còn ở phía trong là mình sẽ thấy bánh bò bông lan. Cái trái đó trái gì vậy? Trái mận hả? À, mận trắng. Mận đỏ là nhìn ra, rồi mận trắng là nhìn không ra. Lâu có vợ đen cái đi tắm trắng vậy đó. Có trái xoài nè, trái măng cục luôn. Con
Ở đây cô chú mình sẽ thấy được cái bảng giá nè. Mỗi gian hàng sẽ có bảng giá hết, mình có thể thanh toán là tiền mặt hoặc là bây giờ có chuyển khoản. Đây, ví dụ như gỏi cuốn là 50 ngàn đồng một phần, rồi cơm dẹp 20 ngàn, rồi khoai mì nướng là 30 ngàn. Đó. À, ở đây mình sẽ thấy có bánh tép mà mini nè. Kỳ ở dưới lễ hội bánh dân gian Nam Bộ ở dưới Cần Thơ đó, mình sẽ thấy được cái gian hàng mà bánh mini này rất là nhiều luôn. Ủa cô, 20 ngàn là một chồng về 4 cái. À, vậy là 5 ngàn đồng một cái, cho con mượn cái. Cô ở đâu lên đây vậy cô? Kiên Giang lận hả? Cái này là nhân gì cô? À, không có nhân hả? À, mình gói bánh tét đã khó nhưng mà thật sự là gói những cái đòn bánh tét mini như vậy là khó hơn nha. Đòi hỏi sự tỉ mỉ chi tiết hơn rất là nhiều luôn. Đây, ở đây cô có bánh dứa là 30 ngàn là một phần. Đây, mình sẽ thấy đây. Ở phía trong là mình sẽ có bánh dừa. Đây, nó có màu trắng, màu xanh với lại màu tím của lá cẩm. Gian hàng của cô nghệ nhân là Thị Hận nè, ở dưới Kiên Giang, được chứng nhận là không gian văn hóa ẩm thực dân tộc Việt Nam ở làng văn hóa và du lịch các dân tộc năm 2014. Ở trong này thì cũng thấy là hơn 70% là những gian hàng là bánh mì nha. Còn lại mình sẽ thấy được là đồ ăn vặt nè, rồi bánh dân gian hoặc là tất cả các loại nước, hoặc là đồ nướng, rồi đồ của Thái. Ở đây Cường thấy có một gian hàng bán đặc sản của An Giang. Nếu quý cô chú nào mà mình coi kênh của Cường nhiều á thì sẽ thấy được đó là gian hàng này khá là quen thuộc. Tại vì anh chị ở đây thì đi theo mấy cái chương trình lễ hội thôi. Mình sẽ thấy có thốt nốt nè, bánh bò thốt nốt đặc sản của An Giang nè, rồi cốm dẹp. Hôm nay là ngày khai mạc thì Cường sẽ quay cho cả nhà thấy được là đây là những nghệ nhân chuẩn bị những cái món ăn ăn kèm với lại bánh mì với 150 món ăn khác nhau. Đây thường là những đầu bếp chuyên nghiệp hôm nay. Anh làm món đó món gì anh? Dạ, anh canh gì? Anh live stream mà anh sao? Cái món đó món gì anh? Món này là món thì hả? Dạ. Nó nhìn cũng lạ quá vậy ta. Con cũng hay ăn thịt khìa mà món này lạ quá. Dạ. Cái này khìa ngũ vị. À, ba chỉ khìa ngũ vị. Ngũ vị hương anh. Xong rồi tụi em xiên lên que, xong rồi tụi em phải nướng nó. À, là nướng lại nữa. Dạ, bánh mì hay là kẹp đó ta? Còn bánh mì ăn gì nữa? Do video này cũng khá là dài nên là phần khu vực mà trưng bày 150 món ăn Cường sẽ cập nhật một video sau nữa, nên là quý cô chú của mình xem thì nhớ xem thêm một clip sau giúp Cường nha. Khi mà đến đây thì quý cô chú của mình nên gửi xe ở hai bên hông là đường Võ Thị Sáu và đường Điện Biên Phủ nha. Tại thường ai đến đây cũng đi mặt tiền chính là đường Hai Bà Trưng, nhưng mà chỗ đó thì lúc nào cũng bị hết chỗ gửi xe hết. Gửi xe ở đây thì đồng giá khu vực này là 10.000 đồng một chiếc, khi mà mình vào thì sẽ thanh toán tiền liền nha. Vậy là vừa rồi Cường vừa đi một vòng để cho quý cô chú anh chị của mình thấy được là lễ hội bánh mì lần thứ 2 năm 2024 như thế nào tại công viên Lê Văn Tám. Do là hôm nay ngày đầu tiên và Cường đi buổi sáng nên là không khí chưa có đông đúc và nhộn nhịp. Nhưng mà nếu mà so sánh với năm rồi thì chắc chắn năm nay sẽ đông hơn, và có rất là nhiều chương trình để mình có thể là tham gia và thưởng thức nha. Và nếu mà cô chú mình sắp xếp được thời gian thì hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tức là thứ 6, thứ 7, chủ nhật tuần này, mình có thể đến công viên Lê Văn Tám để mình tham gia lễ hội bánh mì nha.
Còn video lần này thì Cường sẽ kết thúc tại đây. Quý cô chú mình thấy hay thì nhớ like, comment và chia sẻ để Cường có thêm động lực làm thêm nhiều video mới nữa nha.